liên lạc vào chỗ này rồi và mời bạn đến đây. Đó toàn bộ chỉ là talk thôi. Hôm nay thì khi mà bước vô cái sân khấu mà được gọi là khách sạn huyền bí á, nhìn rất là hoành tráng. Các bạn có thấy không? Một sân khấu vô cùng đẹp và một dàn nhạc bao phê luôn. Gọi là vô mà mình muốn hát ngay liền luôn á. Và thứ hai nữa là Ngọc được gặp anh Trấn Thành, là một người mà đã dẫn dắt Ngọc từ hồi khi mà Ngọc mới bước vô trường. Và rất là vui bởi vì có thể chia sẻ được rất là nhiều thứ mà có khi là chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu được với nhau. Trời ơi, rất là sợ bởi vì hả, mọi người chơi với anh Trấn Thành đều rất là sợ chặt chém rồi thế này thế kia. Nhưng mà Ngọc nghĩ là mình cũng có nhan sắc một tí đó, chắc là sẽ không có bị gì đâu. Các bạn ơi, hãy nhớ đón xem chương trình Chuyện Tối Nay Với Thành được phát sóng vào 19:50 tối thứ năm trên kênh BRT. Đó chính là số của Đinh Như Lan Ngọc. Các bạn nhớ đón theo dõi nha. Cái nền vừa ấm hết là bê cái vô vậy nha, giấy bê cuối cái vô, bê cuối quay.